Chào các bạn, ngay bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm lái một chiếc xe Mercedes Drift ở trên đường với chiếc lốp xe được làm trơn đi. Khi mà muốn rẽ trái, sau đó thì đuôi xe sẽ bị trơn trượt và sau đó thì lập tức mình sẽ phải trả lái trở về bên tay phải để xe có thể tiếp tục cái vòng cua của mình. Xe đã bị tắt hệ thống cân bằng điện tử. Thực sự đây là lần đầu tiên mình thử cái cảm giác như này, bởi vì là cho dù có xe cũng không ai, cũng ít người có điều kiện để mà phá xe như thế. Cái chương trình trước đang tức là đang bắt đấy rồi mà không ạ, ra một bút dính lưng vào ghế anh ạ, mấy dòng xe bay là ấn vào nó tự nó hít vào đánh ngược lại, ví dụ nó văng sang phải mình lại đánh vô xong cục hướng. Mình vừa mới trải nghiệm lái một chiếc E250 của Mercedes. Và quả thực là không dễ dàng khi mà lần đầu tiên ngồi lên trên tay lái và drift như vậy. Cái cảm giác nó hết sức là thú vị, hết sức là hồi hộp, hết sức là yomos. Và cái kỹ thuật đó chắc chắn là sẽ phải những cái tay đua đã đi tập lại rất là nhiều lần thì mới có thể là thực hiện được cái việc ôm cua và vào cua khi mà bị bánh lái phía sau bị rip, bị dê đi như vậy. Và mình tin là lần lái tiếp theo của mình, lần thứ hai ấy, thì chắc chắn là cảm giác lái sẽ tốt hơn và mình sẽ có thể làm được tốt hơn lần đầu. Và bài tiếp theo thì ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm lái xe hình zig zag, bánh lái liên tục. Và lúc nãy ở trong cái phần huấn luyện thì huấn luyện viên có nói là khi mà cái mình muốn xe đi đến đâu thì mình sẽ phải hướng nhìn đi về hướng nhìn về phía đó, còn nếu mà cứ để ý vào những cái rào chắn thì rất là dễ sẽ phi vào rào chắn, đánh lái sang bên này nhìn bên này, nhìn sang bên này phải đánh lái, nhìn sang đánh lái, nhìn sang đánh lái. Ok, lên xe thôi. Mình chuẩn bị lái bài zig zag đây, điều chỉnh ghế ngồi một chút. Cảm giác ngồi một chiếc mẹt nó bao giờ cũng là một cái cảm giác hết sức là tuyệt vời và hưng phấn. Và ai cũng biết là mẹt là dòng xe, thương hiệu xe mà được yêu thích nhất tại Việt Nam. Lên nào! Let's go! Woo! Kể chuyện thật dày. Còn đấy. Đây, coi. Mặc kiểu đấy. Đấy nó mới gọi là drift, ok. Cảm giác hết sức là yobos. Vừa rồi mình vào một cái vòng cua 180 độ và đuôi xe drift đi hết sức là tự nhiên. Bộ đàm xe này không nghe gì cả.
mình đang có mặt ở trên một chiếc CLA 45 AMG. Đó, xe Đức độ rồi, hãng độ AMG. Độ được chấp nhận chính thức bởi Mercedes. Lần đầu tiên mình ngồi trên một chiếc CLA 45. Xe thể thao, chính vì vậy mà chỗ ngồi chật hơn xe thương mại, xe gia đình đương nhiên rồi, tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là hưng phấn, giống như đang ngồi trên một cái chiếc xe đua công thức 1 vậy. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử một cái bài hỗn hợp. Ngày hôm nay chúng ta đã đi qua bài drift, rồi thử cái cảm giác dê bánh sau, rồi thử qua một cái bài zigzag rồi. Bây giờ sẽ là một cái bài hỗn hợp. Như các bạn thấy, trên một chiếc CLA thì cái cần số đã được trả về đúng vị trí của nó, đúng vị trí mà mình cảm thấy là phê pha nhất khi mà có cảm giác vào số, chứ không còn cần số không còn để ở trên tay lái nữa. Một chút cú gẩy nhẹ thôi, có thể là trả lại D hoặc là L, cái dữ liệu nghệ. Chưa thuộc đường nữa. Hello. You're good. This is. You're good. Yeah. Yep. I'm good. Nói là mình phải dùng phanh, không dùng phanh luôn. Em muốn lên luôn chưa? Anh làm một nữa đi. Làm một nữa nhá. Là vòng 2 thì vừa rồi em không dùng phanh đi Linh. Ừ, em biết rồi. Mình biết mà. Phải ngay. Phải ngay có, tôi có phải nữa. Mình muốn cảm giác không phải như thế nào. Ai lên trước đây? Rồi em lên đi.